Chào mọi người, hôm nay Luyến sẽ hướng dẫn mọi người cách tháo và lắp bộ đầu bộ nhựa đầu nhựa của con Ablade 2021 nhé các bạn nhé. Đấy thì các bạn theo dõi mình cách mình tháo cũng như là mình lắp nha các bạn nhé. Đang Covid thì mình đeo khẩu trang vào làm. Xe này thì mình vẫn phải tháo cái mặt nạ này ra các bạn ạ. Mình phải tháo cái ốp trên này, cái này mình tháo sơ qua rồi để mình tiện tháo cho các bạn nó nhanh, xem nó nhanh. Đây dưới này nó có con ốc ngầm dưới đây này các bạn này. Ốc ngầm ngay chỗ nhọn nhọn này các bạn nhé. Bây giờ mình cậy hai cái lấy ở hai bên này. Đấy. Và mình cậy lên. Đó. Đây nó có những cái vấu này này các bạn này. Đấy, rất là chắc cho nên mình phải lấy nó ra được bốn cái vấu này thì nó sẽ ra rất là đơn giản các bạn. Đó. Và tiếp theo đây các bạn ạ. Đây là cái con ốc giữ hai cái miếng ốp pha với cái miếng miếng ốp trước với ốp sau với nhau này. Mình tháo hai con này ra. Đó, mình nhấc nhẹ nhàng. Cái ốp trước này thì nó còn có hai con ốp dưới nữa các bạn nhé, bốn con, bốn cả hai con này là sáu con nhé các bạn nhé. Đó, mình đã tháo rời rồi các bạn ạ. Đấy, tháo rời. Đấy thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn là như vậy thôi. Đấy thì mình sẽ lại lắp lại cho các bạn xem nhé. Xem những cái vấu này này, những cái vấu này này nó phải vào hết khớp với nhau rồi mình mới bắt ốc nha các bạn nhé. Mình quay đêm nó hơi tối. Ốc bên sườn từ dưới lên này. Đấy các bạn, cứ tháo hết ốc thì mình lạy nó ra ngay các bạn ạ. Cho lấy nó ra là ra ngay. Các bạn đừng có quên con ốc đây nhé. Đấy, con ốc đây thì mình cho cái ốp trên này vào rồi mình bắt con ốc này vào các bạn. Con ốc ở đây ngay nó nằm ngầm ở dưới này, nó bắt vào đây. Ok, mình ấn cho nó vào hết những cái vấu xanh xanh này đi các bạn ạ. Nó có hai vấu đây và hai vấu trên này các bạn nhé. Rồi mình tiến hành mình bắt ốc vào là xong. Tiến hành bắt ốc ngay cái mũi này xong rồi.
Đây, cái này nó tu vít này hơi dài, mình đi lấy cái tu vít ngắn hơn các bạn nhé. Này thì phải có cái tu vít ngắn như này. Đấy, cái tình trạng nó vướng. Vướng mà không bắt được. Còn hai con ốc này là hai ốc mặt nạ. Mình lắp xong mình kiểm tra hết những cái vấu xem nó có vào hết hay chưa các bạn nhé. Các bạn ạ, vậy là cái quá trình tháo và lắp nhựa đầu xe Ablaze 2021 thì cũng đã xong. Thì rất vui khi các bạn đã theo dõi kênh, theo dõi video của mình. Mình mong các bạn xem video, nếu thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Luyến để kênh Luyến Mô Tô ngày một phát triển hơn nữa. Một lần nữa xin chào tạm biệt các bạn.